cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Chương 3. Có thái độ biết ơn. Lòng biết ơn là gì? Vậy là trong chương trước, chúng ta đã hiểu được rằng hành động cho và nhận có tác động theo cả hai chiều. Nhưng nếu bạn là người nhận, hãy chắc chắn bạn cảm thấy biết ơn trước những gì mình nhận được, dù cho đó chỉ là một lời khen ngợi. Có lẽ việc này thường xảy ra tại nước Anh, nhưng tôi thường nghe thấy một người khen tặng những điều tốt đẹp về người khác, nhưng đối phương lại gần như bất đồng quan điểm. Một người phụ nữ nói, chiếc áo khoác đó thật đẹp, và câu trả lời là, ồ, cái món đồ cũ kỹ này sao? Thật không công bằng, nhẽ ra chúng ta nên cảm thấy biết ơn với lời khen và đáp, cảm ơn. Làm thế chẳng có gì sai hết. Đồng ý với người khác khi họ khen ngợi bạn không hề chứng tỏ bạn là người kiêu căng. Trên thực tế, khái niệm biết ơn có lẽ là nguyên liệu quan trọng nhất của món ăn hạnh phúc, vì đó là một trong những phương pháp hữu hiệu để nâng cao mức độ hài lòng với cuộc sống về mặt lâu dài. Bởi có thói quen hưởng lạc, chúng ta thường quen với cuộc sống tốt đẹp và coi rất nhiều thứ là điều hiển nhiên. Trên đời này, có rất nhiều người hầu như tay trắng, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc và biết ơn với những gì mình đang có. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những người tới thăm khu ổ chuột ở Ấn Độ. Sau đó họ khiêm nhường tới mức tự chất vấn cuộc đời mình. Gần đây, tôi gặp một người đàn ông. Ông có quen một vài người ở Ấn Độ qua công việc. Sau này, khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục tới đó thăm họ. Ông đối đãi đặc biệt với một chàng trai trẻ, gần như không có gì trong tay. Vì thế, ông mang thêm một vali đầy dài, thể thao và quần áo cho anh. Khi chàng trai trẻ nhìn thấy 4 đôi giày thể thao, anh đã nói, sao nhiều thế? Tôi chỉ có một đôi chân thôi mà. Sau đó, anh bắt đầu đi quanh làng, tìm người để tặng 3 đôi giày còn lại, cùng với hầu hết chỗ quần áo. Khi bạn tôi hỏi chàng trai có muốn sử dụng phòng khách sạn của ông để tắm không, anh này gần như ngỡ ngàng. Ý nghĩ được tắm rửa bằng nước nóng là một thứ quá xa xỉ với anh, là điều trước giờ anh chưa từng được làm. Anh hỏi có phải mọi người ở Anh đều được sử dụng nước nóng không. Người bạn tôi nói phải. Anh liền lắc đầu nói, sao cơ, kể cả những người nghèo. Câu hỏi này khiến người bạn của tôi thắc mắc thế nào mới thực sự là nghèo. Sau mỗi một thế hệ, con người ngày càng trở nên sung túc. Dường như ai cũng muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con cháu mình. Nhưng thế hệ tiếp theo trưởng thành mà không nhận ra cuộc đời chúng tươi đẹp đến nhường nào. Để có thể hạnh phúc, chúng ta cần phải chú ý. Nhưng nếu lòng biết ơn không phải thứ tự nhiên sinh ra, ta phải luyện tập cho tới khi nó sinh ra một cách tự nhiên. Như tôi đã nói, hành động được lặp đi lặp lại đủ lâu sẽ trở thành kỹ năng, thành một thứ bạn không cần nỗ lực để thực hiện, kể cả lòng biết ơn. Nhưng thế nào là lòng biết ơn? Lòng biết ơn không chỉ là một hành vi, không chỉ là một câu nói cảm ơn khi ai đó giữ cửa giúp bạn, cũng giống như một quá trình. Lòng biết ơn là sự ghi nhận những điều tốt đẹp trong đời, nhưng nó còn là một loại cảm xúc, là cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ việc trân trọng một điều tốt đẹp nào đó. Khi cảm xúc được lan tỏa suốt một ngày, nó sẽ trở thành tâm trạng. Và khi bạn mang tâm trạng biết ơn, bạn sẽ tìm thêm lý do để cảm thấy biết ơn những điều khác nữa. Từ đó cảm giác biết ơn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi tâm trạng ấy trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc đời bạn, nó sẽ là một nét tính cách dẫn tới một phiên bản hạnh phúc hơn của chính bạn. Với những ai có con còn đi học hoặc đã học xong, bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với tình huống sau. Con yêu, hôm nay ở trường con có chuyện gì không? Không có gì ạ. Không có gì thật sao? Vậy con đã học được gì? Con không biết, con chẳng nhớ nữa. Khi con trai tôi mới bắt đầu bậc tiểu học, mọi thứ đều lạ lẫm. Nó không thể đợi tới lúc được kể cho tôi tất cả mọi chuyện. Nhưng chỉ sau vài tháng, cảm giác mới lạ ấy đã tan biến và tôi không được biết điều gì cả. Tôi không muốn thói quen này tiếp diễn. Vì thế,
đã chơi một trò chơi nhỏ cùng với con trai trước giờ đi ngủ. Vợ tôi và tôi cùng nghĩ ra ba điều khiến chúng tôi hạnh phúc ngày hôm đó, hoặc ba điều khiến chúng tôi cảm thấy biết ơn. Sau đó tới lượt con kể. Những đêm đầu tiên, con trai tôi đã phải rất chật vật khi tham gia trò chơi vì nó không nhớ được điều gì. Vì thế, tôi hoặc vợ tôi thường sẽ bắt đầu trước để tạo cảm hứng cho con. Tôi kể về những câu chuyện nhỏ xuất hiện trong đầu mình. Ví dụ như trên đường quay trở lại xe, một chú sóc xuất hiện với chiếc mũi nhỏ vặn vẹo, nói nhìn tôi, quặp lấy trái dâu trên sàn xe, rồi chạy biến lên cây khiến tôi không khỏi bật cười. Câu chuyện sẽ khích lệ con trai tôi kể những điều như Harry xì hơi trong giờ toán, nên thầy giáo phải mở cửa sổ ra. Chỉ sau vài tuần, con trai tôi có thói quen ghi nhớ mọi chuyện vui vẻ xảy ra để có thể kể lại. Con bắt đầu chắt lọc những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và chúng ta có thể học được rất nhiều từ quá trình đó. Một khi biết ơn cuộc đời, chúng ta sẽ không còn cảm thấy sợ hãi. Và tất cả những lo âu đã trải qua đều được chuyển hóa thành niềm phấn khích. Khi sống với lòng biết ơn, ta sẽ hành động với tư tưởng bản thân mình đã có đủ, thay vì cảm thấy thiếu thốn hoặc ghen tị với người khác. Điều này cũng có nghĩa chúng ta có xu hướng cho đi và chia sẻ nhiều hơn là nhận lấy và giữ riêng cho mình. Mà chúng ta đều biết hành động cho đi và chia sẻ kích hoạt nút hạnh phúc trong não bộ con người. Khi một thứ gì đó chi phối não bộ, ví dụ như lòng biết ơn, chúng ta sẽ sàng lọc cuộc đời để tìm ra lý do biết ơn và bắt đầu trân trọng mọi thứ hơn. Có một hiệu ứng vẫn được ngành tâm lý gọi là ảo giác tần số, hay còn được biết đến với tên hiện tượng paranoia. Đó là hiện tượng khi ta bị ảnh hưởng bởi những thứ đã từng nghĩ đến. Đó là lý do vì sao một người phụ nữ đang suy nghĩ đến chuyện lập gia đình lại thấy những người phụ nữ mang thai ở khắp mọi nơi. Tần số những người phụ nữ mang thai không thay đổi, nhưng người phụ nữ ấy đã sàng lọc thế giới dựa trên những gì cô ấy nghĩ tới. Chuyện này cũng từng xảy ra đến với tôi khi vợ tôi mua ô tô mới. Đột nhiên tôi thấy nhãn hiệu và kiểu dáng của chiếc xe ấy khắp mọi nơi. Trước đó chúng vẫn luôn tồn tại, nhưng trước khi một chiếc xe giống hệt xuất hiện trên đường vào nhà tôi mỗi ngày, nó không phải một phần cuộc sống của tôi. Vì thế tôi không hề chú ý đến. Tôi dám cá bản thân bạn cũng đã trải qua hiện tượng tương tự. Và sau khi đã ý thức được, chúng ta cần tận dụng triệt để. Nhất là khi các bạn nghiên cứu liên tục chỉ ra trạng thái biết ơn có thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc và ít áp lực hơn. Nhưng biết ơn theo như lời tôi nói là sao? Tôi biết khi nói bí quyết dẫn đến hạnh phúc là lòng biết ơn, bạn sẽ không cảm thấy thuyết phục. Cứ như thế, tất cả những gì chúng ta cần làm là mang cái dáng vẻ trầm ngâm ưu tư ra đường và khen ngợi những bông hoa hôm nay nở thật đẹp, giống như một tên lập dị những năm 1960. Nhưng chẳng phải vẫn còn khoảng trung gian sao? Vị trí cân bằng giữa việc trở thành một tên lập dị vừa nhảy múa vừa hít hà hương hoa và một người cục cằn không bao giờ trân trọng điều gì và luôn tự xem mình là nạn nhân. Ta không nhất thiết phải chạm tới điểm cực hạn của lòng biết ơn để sống một cuộc đời hạnh phúc. Rõ ràng nếu làm được vậy thì cuộc đời hẳn sẽ diệu kỳ biết bao. Nhưng như thế có phần không thực tế. Khi đề ra mục tiêu, có một điều mà mọi người đều đồng ý, chính là những mục tiêu không thực tế sẽ ngăn cản bạn khỏi việc bắt tay thực hiện. Vậy nên, thay vì nhắm tới việc tìm ra niềm vui vô bờ bến trong mọi việc mình làm, hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ thái độ vô ơn trước để xem nó sẽ dẫn bạn tới đâu. Bài tập viết tình cảm. Rất nhiều bài nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả tích cực của bài viết tình cảm đối với cuộc sống của con người. Thậm chí người ta còn chứng minh nó có ảnh hưởng tới cả tình trạng thể chất lẫn sức khỏe tinh thần nhờ tác dụng hạ thấp lượng cholesterol và giảm thiểu áp lực. Hãy dành 15 phút để viết về những điều tích cực đã xảy đến với bạn, viết về cả những điều tốt đẹp mà bạn muốn được thấy trong tương lai. Viết về những dự định của bạn, hãy viết với lòng đam mê và sự nhiệt thành.
Hãy viết về những người quan trọng với bạn bằng tình cảm trìu mến và cảm nhận của bạn và những hy vọng bạn dành cho họ. Viết một lá thư cho một trong những người trên để nói về tầm quan trọng của họ với bạn. Bạn không cần phải gửi đi thật, mặc dù nếu bạn làm thế, hiệu quả sẽ vô cùng tích cực với cả hai người. Trong những ngày mà bạn không có cơ hội viết ra những điều này, hãy đảm bảo bạn liệt kê trong đầu một danh sách lý do để biết ơn, ba chuyện tích cực đã xảy ra ngày hôm đó hoặc ba điều đã trải qua khiến bạn cảm thấy biết ơn. Cách nhìn. Nếu bạn dừng ai đó lại giữa siêu thị và hỏi liệu họ có vô ơn không, phần lớn chắc chắn sẽ trả lời tất nhiên là không rồi, hoặc sao anh dám nói thế, hoặc cứu tôi bảo vệ. Thế nhưng thói vô ơn đã ăn sâu bám rễ vào trong xã hội này tới mức người ta còn không nhận ra nó đã trở thành một phần tính cách của họ. Vậy làm thế nào để biết mình có vô ơn hay không? Liệu có những hành vi hay suy nghĩ để xác định? Nếu có, chúng ta phải làm gì đây? Từ điển Merriam-Webster định nghĩa vô ơn là sự quên đi hoặc đáp trả không trọn vẹn đối với lòng tốt mà chúng ta nhận được. Như nếu có tồn tại một thang đối chiếu lòng vô ơn, tôi nghĩ nó còn có thể được định nghĩa đơn giản là không quý trọng những gì bạn đang có. Vậy nên thỉnh thoảng trong ngày, hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này. Liệu mình có xem chuyện đó là hiển nhiên không? Đó có thể là việc bạn pha tách cà phê mà không cần mồi lửa bằng cách chà hai thanh củi lại với nhau trong vòng 1 giờ. Khi bạn không xem điều đó là hiển nhiên, có thể bạn sẽ tận hưởng tách cà phê của mình hơn một chút. Sau cùng bạn sẽ thấy thích thú đến nhường nào khi phải chà hai thanh củi lại với nhau trong vòng 1 giờ để tạo ra lửa chứ. Đó hẳn sẽ là tách cà phê tuyệt nhất mà bạn có trong đời. Lần tới, khi bạn lên máy bay đi đâu đó, hãy ngừng lại một lát để nghĩ đến các phương án thay thế. Bạn định lái xe tới Cộng hòa Ship sao? Vậy thì chúc may mắn, nhưng người ta thường hay phàn nàn rằng chỗ ngồi trên máy bay không thoải mái, rằng đồ ăn có phần kém chất lượng, rằng họ phải đợi thêm 5 phút để máy bay cất cánh. Sẽ luôn có những cách nhìn tích cực hơn. Chiếc máy bay này không phải loại thoải mái nhất, nhưng Chúa ơi, bạn đang bay ngang qua bầu trời đấy. Hãy nhìn ra cửa sổ rồi thốt lên: wow! Vài năm trước, tôi gặp một vụ tai nạn ô tô nhỏ. Thật may không có ai bị thương. Trên thực tế, dù đang nằm co quắp bên cạnh tôi, những tài xế xe tải không hề làm rơi chiếc kem trong tay. Điều này lý giải vì sao tai nạn xảy ra. Mấy tháng sau, tôi mới được nhận lại xe. Tôi có phần bực tức khi thấy cửa ghế phụ bị tóp vào, còn bộ phận hãm xung quanh ở trước xe treo lủng lẳng. Thế nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Một phần trong tôi ước gì mình đã rời khỏi nhà sớm 5 phút, có vậy tôi mới không vướng vào vụ tai nạn. Nhưng tôi nhận ra một người nào khác có thể sẽ thành nạn nhân của người lái xe tải vì mãi ăn kem mà không nhìn đường, và họ có thể không có khả năng hồi phục nhanh như tôi. Nếu phải lựa chọn một người bị gã ăn kem kia chèn, hoặc tôi, hoặc một cụ già mưu trí 77 tuổi lái một chiếc Mini Cooper cổ, tôi thà người đó là mình thì hơn. Người ta thường dễ nói câu: tại sao lại là tôi? Mỗi khi có chuyện xấu xảy đến. Nhưng tôi có gì đặc biệt để mà miễn dịch với việc bị thương chứ? Tại sao không phải là tôi? Liệu tôi có thể cố tình đẩy một ai đó dễ tổn thương hơn mình vào chốn hiểm nguy? Tất nhiên là không rồi. Tôi thà rằng người đó là tôi. Tôi sẽ rũ sạch suy nghĩ trong đầu mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục với một ngày của mình. Còn hơn là một cậu bé 17 tuổi chỉ vừa nhận được bằng lái, sợ hãi tới mức nó thề sẽ không bao giờ lái xe thêm một lần nữa. Tôi biết những chuyện như vậy sẽ xảy ra, vì tôi đã gặp những bệnh nhân như vậy trong những năm sau này. Ngay cả trong những tình huống khó khăn khiến bạn đau khổ nhất, cũng sẽ luôn có cách nhìn tích cực hơn. Sẽ có một thời điểm nào đó bạn gặp một người được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống, sau đó lại gặp một người có móng chân mọc ngược
nhưng lại không ngừng kêu ca. Vài năm trước, lúc con trai tôi còn học tiểu học, có lần tôi và vợ tới đón con, phải đổ xe ở một chỗ khá xa cổng trường. Ai có con nhỏ đều hiểu nỗi bực tức khi 400 đứa nhỏ học dưới độ tuổi 12 cần được đón lúc cùng lúc. Mỗi ngày đều cảm giác như đang đi sắm đồ lần cuối trước dịp Giáng sinh. Thỉnh thoảng con trai tôi về nhà với một lá thư trên tay, yêu cầu phụ huynh tôn trọng những người chủ nhà trong khu dân cư khi đổ xe. Không hiếm gặp cảnh tượng ai đó cần ra khỏi nhà rồi lại chẳng thể lái xe đi vì một chiếc BMW Đức hoặc Audi hầu như không bao giờ là một chiếc xe cũ kỹ đã chặn ngang đường. Vậy nên có một ngày khi đang đi bộ chừng 300 dặm, vợ tôi bắt gặp một chiếc xe đổ như thế. Giá như chủ xe đổ lùi lên phía trước một chút thì chiếc xe phía sau đã có thể đổ mà không chặn đường lái xe của ai. Anh thấy không? Vợ tôi nói, thật là bực mình. Tôi hỏi hành động ấy khiến vợ tôi bận tâm đến nhường nào. Trên thang điểm từ 1 đến 10, cô ấy lắc đầu vài lần rồi hỏi tại sao tôi lại biến mọi thứ thành một trò chơi tâm lý. Sau đó cô lưỡng lự nói khoảng 7 điểm trên thang giận dữ. Tôi liền chỉ vào rất nhiều xe đang đổ theo cách để chủ nhà tiện lái xe ra và cũng tận dụng tối đa khoảng không. Tôi hỏi vợ mình trên thang điểm từ 1 đến 10, cô ấy hạnh phúc thế nào khi thấy mọi chuyện được tiến hành theo cách mình muốn. Sau một hồi lắc đầu và tự hỏi tại sao lại lấy tôi, cô trả lời là không. Mọi việc được tiến hành theo cách mình muốn lại chẳng ảnh hưởng tới mức độ hạnh phúc. Nhưng khi thấy mọi việc không được tiến hành theo cách mình muốn, tâm trạng lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Quan điểm của tôi là nếu đến cả những điều tích cực cũng không thể ảnh hưởng, vậy thì đừng để bản thân bị những điều tiêu cực tác động. Đó là lý do vì sao cần tự hỏi bản thân liệu mình có đang coi mọi chuyện là hiển nhiên không. Để so sánh hiệu quả của muốn những gì bạn có với có những gì bạn muốn, một bài nghiên cứu đã được tiến hành ở Đại học bang Wichita. Trong đó yêu cầu các đối tượng nghiên cứu nhìn vào một danh sách 52 món đồ vật và chỉ ra những thứ họ đang sở hữu. Sau đó, họ sẽ đánh giá mức độ ham muốn từng món đồ, kể cả những món đồ họ đã có. Họ cũng được yêu cầu hoàn thành một bảng câu hỏi về mức độ hài lòng với cuộc sống và tình trạng hạnh phúc chung. Kết quả là những đối tượng muốn có những món đồ mà họ đã sở hữu hạnh phúc hơn những ai đã quá quen với việc sở hữu những món đồ đó. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng cho thấy chúng ta cần kiểm soát ham muốn sở hữu những thứ chưa có. Vì những người tự nhận mình chỉ thỏa mãn với những thứ tốt đẹp nhất thường cảm thấy bất hạnh hơn. Hãy nghĩ thế này, bạn có nhớ lần cuối mình bị cảm lạnh nghiêm trọng không? So với những kế hoạch lớn lao, đây chỉ là một nỗi bực tức nhỏ nhoi, nhưng tôi cá nó là thứ mà bạn không cần đến. Cặp mắt tèm nhem, cảm giác khổ sở trong bụng, xì mũi liên tục và cảm tưởng như trong đầu chứa toàn nước mũi. Tôi cá rằng bạn rất muốn hít thở một cách dễ dàng, phải không? Và rồi cuối cùng, cảm giác nhẹ nhõm khi mọi thứ qua đi. Một ngày bạn tỉnh dậy và phát hiện ra mình lại có thể hít thở bằng mũi. Thật tuyệt vời làm sao? Tôi tự hỏi, bạn coi việc chiếc mũi của mình hoạt động bình thường trở lại là điều hiển nhiên đã bao lâu rồi? 1 giờ, 1 ngày, cũng bởi thói quen, chúng ta làm quen nhanh chóng và bình thường hóa mọi chuyện. Vì thế, nên một người nuôi đầy chó trong nhà không nhận ra mùi hôi của chó. Đây là cách não bộ vận hành để đem lại tính hiệu quả. Nó xóa tất cả những trải nghiệm không còn khiến bạn ngạc nhiên nữa. Mọi chuyện mờ dần vào vùng nền để não bộ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đang diễn ra trong mạch não. Vì thế, chúng ta cần nỗ lực đem những gì ta coi là hiển nhiên ra khỏi vùng nền, trở lại vùng nhận thức. Khi mọi chuyện hòa vào trong vùng nền và trở thành vô thức, chúng sẽ không còn khiến ta ngạc nhiên nữa. Ví dụ như nước chảy, điện, một cốc súp ăn liền trên chạm bếp, sức khỏe, bạn bè hay khả năng truy cập Internet. Những chuyện trên xảy ra liên tục tới mức chúng đã trở thành một tấm hình nền trong cuộc đời chúng ta. Để ngừng xem chúng là điều hiển nhiên, ta cần phải đưa chúng ra khỏi vùng nền và về lại với vùng nhận thức. Nhưng bạn sẽ hành động một cách thận trọng.
Tôi biết nghe có vẻ khó khăn, nhưng như tôi liên tục nhấn mạnh, bất cứ điều gì được lặp đi lặp lại đủ lâu sẽ trở thành bản năng, thói quen và một phần tính cách bạn. Vậy nên hãy tự nhận thức những việc bạn đang làm và những gì hiện hữu xung quanh bạn. Hãy nhận thức rằng bạn dễ dàng có được nước sạch chỉ với một lần vặn vòi. Hãy nghĩ đến những kế hoạch và thiết kế cần thiết để đưa nguồn nước đến với bạn. Hãy nhận thức rằng bạn có thể dễ dàng tìm kiếm câu trả lời cho hầu hết mọi câu hỏi chỉ với một lần tìm kiếm thông tin trên mạng. Hãy nghĩ đến những người vất vả viết nên bài báo nhằm cung cấp câu trả lời cho bạn. Họ đã dành thời gian để bạn được hưởng lợi, họ bỏ tiền của cải để xây dựng trang web cho bạn đọc. Mọi chuyện đều như thế. Lần tới khi bạn pha trà, hãy nghĩ tới các bước để bạn có thể có được một ngụm nước ấm, vị trà như thế. Bản thân gói trà đã đủ phức tạp, chứ đừng nói đến thiết kế của ấm đun và bình trà, cũng như quá trình truyền tải điện tới nhà và căn bếp của bạn. Lần tới khi bạn cảm thấy đói bụng, rồi thỏa mãn sau khi ăn chút gì đó, hãy nghĩ xem cơ thể bạn phức tạp đến thế nào. Chỉ bằng một chiếc bánh kẹp phô mai và cà chua đơn giản, cơ thể bạn có thể sử dụng lượng carbohydrates cấu thành cả đơn giản và phức tạp, vitamin, khoáng chất, protein và chất xơ. Chúng cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động, từ việc tiêm bơm máu cho tới khả năng bật cười khi thấy ai đó vấp phải một chú mèo. Một khi bạn nhận thức được tầm quan trọng của mọi chuyện dù là nhỏ nhất, bạn có thể bắt đầu trân trọng chúng hơn. Nếu cảm thấy khó khăn, hãy thử tưởng tượng cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu đi những thứ bạn đang coi là điều hiển nhiên. Hãy nghĩ xem bạn sẽ pha một tách trà thế nào nếu tất cả những thứ sẵn có đột nhiên biến mất và bạn phải tự mình làm hết mọi việc. Có lẽ tác dụng phụ của thái độ đó sẽ khiến bạn chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn hoặc mang ô tô đi bảo dưỡng thường xuyên hơn. Dù sao thì nếu bạn không làm hai việc trên, bạn sẽ phải gánh lấy hậu quả sau này. Chỉ đến khi xe bị bỏng, bạn mới nhận ra tầm quan trọng và ước gì đã chăm sóc nó cẩn thận hơn. Cơ thể bạn cũng vậy, chỉ đến khi ngã khỏi ván trượt của cậu con trai và bị giãn cơ lưng, bạn mới nhận thấy nhẽ ra mình nên học thái cực quyền hoặc Pilates khi bác sĩ nắn xương lần đầu giới thiệu. Đây là kinh nghiệm của chính tôi. Không cần đợi đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng, phải không? Bạn đã nghe câu, bạn không biết mình có trong tay những gì cho tới khi mất đi bao nhiêu lần rồi. Hãy nghĩ tới John. John coi việc sở hữu xe ô tô là điều hiển nhiên. Lúc mới mua, anh rất yêu nó, anh thận trọng chăm sóc, lắng nghe âm thanh và nỗ lực để đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết kịp thời trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn xem nó là điều hiển nhiên. Cứ mỗi tháng qua đi, anh lại càng đối đãi với nó thờ ơ, thậm chí anh còn không nhận ra nó chẳng còn vận hành được như xưa. Sự bỏ bê ấy đã khiến chiếc xe hỏng và có vẻ như không thể sửa được. Giờ hãy nghĩ lại tình huống của John. Có điều lần này, thay vì nghĩ đến chiếc xe, hãy nghĩ về bạn gái của anh ấy. Thứ không thể hàn gắn chính là mối quan hệ của họ. Hãy tưởng tượng đó là sức khỏe của anh và cơ thể anh đã không còn hoạt động đúng chức năng nữa. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu như John hiểu rõ những điều anh đang trải qua, nếu anh lôi mọi chuyện từ vùng nền trở lại vùng nhận thức, thì anh đã có thể cân nhắc một cuộc sống thiếu đi những thứ đó. Nếu vậy, anh đã có trách nhiệm chăm sóc những điều quan trọng trong đời và không để chúng biến mất. Tôi không sao nhấn mạnh hết ảnh hưởng tích cực của việc trân trọng mọi thứ trên đời. Nhờ đó, bạn có thể sống với quan điểm mình có đầy đủ mọi thứ thay vì thiếu thốn và ngăn không cho mình trở nên đố kỵ hay ganh ghét với mọi người. Đó là sự khác biệt giữa có tất cả những gì bạn muốn và muốn tất cả những gì bạn có. Bạn vẫn có thể ham muốn sở hữu nhiều thứ hơn nữa, muốn những gì bạn có. Không có nghĩa cuộc sống của bạn đã viên mãn và không cần cải thiện gì thêm. Nó có nghĩa bạn đã lựa chọn cách chấp nhận và trân trọng những gì bạn có, để có thể cảm thấy vui vẻ trước khi bước những bước tìm kiếm tiếp theo trong đời. Những ý tưởng làm tăng mức độ hạnh phúc một cách nhanh chóng.
Dành một chút thời gian gửi tin nhắn tới ai đó, cảm ơn họ vì đã trở thành một phần trong cuộc đời bạn. Không nhất thiết phải hoành tráng, chỉ một lời cảm ơn đơn giản vì đã khiến bạn mỉm cười là đủ rồi. Hãy xem những ý tưởng này như một lời khẳng định rằng bạn thực sự may mắn. Bất chấp những điều tồi tệ bạn đã trải qua, nó sẽ gợi nhắc bạn rằng những điều tốt đẹp có thể và sẽ luôn xảy đến với bạn. Jenny. Khoảng 10 năm trước, tôi gặp Jenny, một phụ nữ trẻ mắc bệnh u xơ nang, hay còn gọi là CF. Lúc ấy cô chỉ mới 20 tuổi, cô cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã sống được đến tận bây giờ. Khi cô sinh ra, tình trạng của cô xấu đến mức các bác sĩ nói với bố mẹ cô rằng cô chỉ sống được đến tuổi thiếu niên là may. Căn bệnh CF vốn không có thuốc chữa. Nếu bạn không biết, CF là căn bệnh di truyền, gây tắc nghẽn phổi và hệ tiêu hóa bằng một lớp dịch nhầy rất dày, khiến cho bệnh nhân khó thở, tập luyện hay tiêu hóa thức ăn. Đây là căn bệnh tàn nhẫn, không tha một ai và thường dẫn tới những ca chết non vì vi khuẩn trong chất dịch nhầy sinh sôi, dẫn đến bệnh viêm phổi. Nhưng thay vì bao bọc quá mức và đối xử với cô như một bảo vật trong tủ kính, bố mẹ khuyến khích cô sống như bao bạn bè đồng trang lứa, chỉ khác 40 phút loại bỏ chất dịch nhầy dính mỗi sáng, trưa và tối. Đúng vậy, cô khác biệt ở chỗ một phần cơ thể không hoạt động hiệu quả, nhưng cô vẫn có thể làm được những gì mà người khác làm. Cô chỉ phải làm theo một cách khác đi mà thôi. Cô học cách trèo cây, đạp xe và cô lớn lên hạnh phúc với quan điểm cuộc đời rất đáng sống. Cô luôn biết mình sẽ chết trẻ, nhưng từ khi còn nhỏ, cô vẫn nhắc đến vấn đề ấy thản nhiên như chuyện chuyển nhà. Năm 4 tuổi, cô quay sang nói với bố mẹ mình khi đang chơi trên bãi biển: "Khi con chết, hãy mang con tới đây." Sau đó, cô chạy ra biển, hát tung làn nước, để lại bố mẹ cô run rẩy chết lặng trên bờ cát. Năm 11 tuổi, một bữa ăn bình thường của cô cũng cần đến hơn 20 viên thuốc để cơ thể tiêu hóa được thức ăn. Bạn bè ở trường của cô cũng không tin nổi. "Uống hết một lần đi," họ thường nói, và cô làm theo. Nếu họ đưa cô 10 xu, cô tặng hết phần tiền kiếm được cho một tổ chức từ thiện chăm sóc chó săn thỏ về hưu. Năm 15 tuổi, cô học sửa xe và trở nên hứng thú với kỹ thuật cơ khí. Nếu không hàng thì cô sẽ chúi đầu vào máy móc của ô tô. Cô cảm thấy hạnh phúc. Cô đã tiến hành phẫu thuật ghép gan. Ca tiếp theo trong danh sách sẽ là ghép phổi, nhưng cô từ chối. Khi một chiếc xe bị hỏng, cô nói người ta sẽ không thay thế bằng những bộ phận mới. Cô cảm thấy hai lá phổi sẽ trở thành lãng phí khi đặt trên người mình. Hai năm mà nó đổi lấy không bỏ những khó khăn mà họ sẽ phải trải qua. Cô không cần thêm nhiều thời gian, thay vào đó, cô muốn tận hưởng tất cả thời gian mà mình có. Như những gì cô biết, thêm một ca phẫu thuật và thuốc chống tình trạng không kích ứng liều mạnh hơn cũng chẳng thể cải thiện cuộc sống của cô. Các bác sĩ đều khuyên cô nên tới gặp người cố vấn để giúp cô chấp nhận được thực tế tình trạng tử vong của mình. Cô nghe theo lời khuyên, nhưng có vẻ tất cả đều là vô nghĩa. Cô vốn đã chấp nhận tình trạng của mình, nhưng vị cố vấn thuyết phục rằng hạnh phúc và lòng nhiệt thành với cuộc sống mới là cơ chế phòng vệ, cứ như thể cô không ý thức được mình đang chết dần. Người ta nói cô nên nghiêm túc hơn và có khả năng cô sẽ trải qua chứng trầm cảm. Jenny từ chối việc tin rằng để có thể hiểu hết ý nghĩa của cái chết, cô buộc phải nhìn cuộc sống dưới góc độ tiêu cực. Cô ngày càng ít hứng thú với các buổi trị liệu. Cuối cùng, vị cố vấn đề nghị ngừng trị liệu vì rõ ràng nó không giúp được gì cho cô. Nếu cô muốn kiểm soát sức khỏe tâm thần, cô nên thử thứ gì đó mới lạ, và điều này đã dẫn cô đến với tôi. Chuyên môn của tôi là chữa bệnh bằng liệu pháp thôi miên, thế nên những buổi trị liệu của tôi cùng cô có phần khác biệt với những buổi tham vấn trước đây. Cảm giác lạ lẫm khi thử một điều mới lạ và khác biệt khiến cô hứng thú, và có lẽ
Cô cởi mở với tôi hơn là với vị cố vấn trước đây. Cô tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Cô muốn được thấy và trải nghiệm càng nhiều thứ càng tốt. Cô say sưa trong những ý tưởng được làm những việc nhỏ bé, như cô đã nói, một thứ gì đó khi tôi vẫn còn có cơ hội. Vì thế, chúng tôi đã tập trung vào lòng tự tin của cô, sử dụng những phương pháp để cô trở nên độc lập hơn, ví dụ như đột ngột quyết định lái xe tới một nơi cách nửa vòng trái đất trong một tuần nếu cô muốn. Một trong những kỹ thuật chúng tôi thường dùng có tên liệu pháp từng phần, dựa trên quan điểm tính cách con người được hợp thành từ nhiều thành tố khác nhau. Một phần trong ta muốn cười, nhưng lại có một phần khác trong ta muốn khóc. Một phần trong ta sợ hãi, nhưng một phần khác lại tỏ ra can nhường. Những phần tính cách này rất đổi bình thường, nhưng đôi khi chúng xung khắc lẫn nhau, gây nên cảm giác lo lắng. Đây là lý do vì sao những người hút thuốc vẫn tiếp tục hút, những người nghiện cờ bạc vẫn cứ cá cược và những tay bượm rượu vẫn tiếp tục uống. Phần muốn tiếp tục với hành vi tổn hại lấn lướt phần muốn từ bỏ. Tìm ra một hứng thú chung của các phần này là việc rất hữu ích để có thể chấp nhận và sống chung với chúng. Thông thường, tất cả các phần trong chúng ta đều có chung một mục tiêu cốt lõi, đó là cố gắng khiến chúng ta hạnh phúc. Những phần trong tính cách Jenny cũng đang làm điều tương tự khiến cô hạnh phúc. Làm ra vẻ cô không có bệnh CF khiến cô hạnh phúc. Làm ra vẻ cô không sợ hãi cái chết khiến cô hạnh phúc. Nhưng thừa nhận bệnh tình cũng sẽ khiến cô hạnh phúc. Nó đem lại cho cô nhiều động lực hơn những người khác để cô có thể nhìn ngắm và trải nghiệm mọi thứ trên đời một cách trọn vẹn và đầy trân trọng. Sau khi đã nuôi dưỡng được lòng tự tin, cô quyết định đi du lịch. Cô mua dụng cụ cắm trại và thường ở giữa một khu rừng cách nhà vài trăm dặm mấy ngày liền. Có lần cô gọi cho bố mẹ mình lúc 2 giờ sáng chỉ để kể rằng cô vừa nhìn thấy một con hươu bên ngoài lều. Cô biết mình mang trong người căn bệnh CF và không thể nào trốn tránh được, nhưng cô sẽ chết mất nếu để những thứ ấy ngăn bước cô tận hưởng cuộc đời. Vài năm trước khi qua đời, Jenny cần thực hiện một ca mở thông dạ dày qua nội soi PEG để đưa vào một ống thức ăn giúp đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Nếu không có nó, khẩu phần ăn của cô sẽ phải gấp đôi người bình thường để thu được cùng một lượng calo. Đồng nghĩa với việc mỗi bữa ăn sẽ như một nhiệm vụ, không còn chút cảm giác vui vẻ nào. Ống PEG được cắm thẳng vào bụng và kết nối với một ống dẫn thức ăn hoặc ống tim, giúp cung cấp calo và chất dinh dưỡng ngay trong khi nghỉ ngơi. Khi sử dụng ống, bạn không cần phải ăn quá nhiều trong những bữa bình thường, khiến cho những bữa ăn càng thêm phần vui vẻ. Thế nhưng, ống PEG rất khó chịu và không giấu được dưới lớp quần áo. Khi sử dụng ống đồng nghĩa với việc bạn đang bị thiếu cân. Jenny không muốn mọi người biết tình trạng bệnh của mình. Cô giấu chiếc ống đi kỹ nhất có thể. Cô từng mặc váy và bắt đầu mặc quần ống rộng thùng thình nhằm che giấu. Một phần trong cô cảm thấy vui vẻ khi giữ bí mật, nhưng một phần trong cô lại thấy buồn. Cô bắt đầu cảm thấy kém nữ tính, lòng tự tin của cô sụt giảm, cô không hài lòng với cơ thể mình và lòng tự trọng của cô bỗng sụp đổ. Cô đã nhờ mẹ mình giúp đỡ. Mẹ giúp con chụp và tấm ảnh nhé. Cô hỏi, rõ ràng chỉ có một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi này. Tất nhiên rồi, mẹ cô đáp. Nhưng Jenny nói tiếp, ảnh khỏa thân. Hả? Khi con chạy giữa cánh đồng hoa chuông. Hả? Chắc là được thôi. Và họ đã làm thế. Họ tới một nơi không có ai. Jenny cởi bỏ toàn bộ quần áo, khoe chiếc ống dẫn thức ăn với toàn thế giới. Cô tạo dáng hết bước này tới bước khác. Cô in ra vài tấm rồi treo lên tường, hành lang. Mỗi ngày chúng đều nhắc nhở bản thân rằng cô cũng là một phụ nữ. Lòng tự tin của cô tăng cao. Mỗi lần đi ngang qua những bức ảnh, lòng tự trọng của cô lại tăng thêm một chút. Cô lại bắt đầu mặc đồ nữ tính và chấp nhận sự hiện diện của chiếc ống dẫn thức ăn. Đó cũng là cách cô thoải mái và vui vẻ đi ăn với bạn bè và gia đình. Cứ khoảng 6 tháng 1, cô lại gọi điện kể cho tôi về những cải tiến trên con xe 44 mà cô đang tiến hành, hoặc ý tưởng tân trang xe cắm trại và nhà di động. Cô làm việc bán thời gian, bất chấp nguồn năng lượng cơ thể thấp,
Cô tận hưởng công việc và từ chối bỏ cuộc. Cô giấu sự thật, mình mắc bệnh CF khéo đến nỗi nhiều người còn không nhận ra ngay tại chính đám tang cô. Cô ra đi thanh thản như bao người khác. Cô cười, mẹ mình để chiếc bô kẹt giữa đống dây rối của các dụng cụ y tế. Cười tới nỗi cô tưởng như sắp ngừng thở ngay trước hôm cô thực sự qua đời. Điều người ta thường nói với tôi mỗi khi hoàn thành khóa huấn luyện là những gì chúng ta học được trong phạm vi lớp học đều có hạn. Bệnh nhân sẽ dạy chúng ta nhiều điều hơn là một lớp học đem lại. Đó là sự thật. Jenny dạy tôi biết hạnh phúc thực sự là khi chúng ta chấp nhận những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng không bao giờ được để chúng che lấp những điều tốt đẹp. Cô không xem nhẹ cuộc đời mình vì cô biết mạng sống của cô có thể dễ dàng bị đoạt lấy. Cũng bởi điều này, cô tận dụng mọi cơ hội để tạo ra niềm vui và lòng tự hào. Cô thực sự sống trọn cuộc đời nhờ bệnh tật, không phải bởi bệnh tật. Và khi tôi nhận ra đây không chỉ là cơ chế phòng vệ, tôi tự hoài nghi mức độ thỏa mãn của bản thân. Rõ ràng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Vợ tôi và tôi vừa mới xây dựng gia đình nhỏ và tôi hạnh phúc với sự nghiệp. Nếu phải liệt kê một danh sách những gì tôi biết ơn, rõ ràng danh sách của tôi sẽ dài hơn của cô. Thế nên chắc chắn tôi đang hạnh phúc hơn cô. Ấy thế mà người phụ nữ trẻ đó nói về cái chết sắp tới, hệt như cách tôi đã nói, đến thời tiết. Cô vẫn cảm thấy giận dữ vì mình phải từ giã cuộc đời ở độ tuổi quá trẻ. Đôi lúc cô vẫn sợ hãi trước tương lai sắp tới, nhưng những điều ấy không hủy hoại mức độ hạnh phúc của cô, vì cô đã nỗ lực tận hưởng những gì xảy đến tại thời điểm đó. Thậm chí cô còn nói đôi lúc cô cảm thấy biết ơn căn bệnh CF. Nếu không nhờ có CF, cô sẽ chẳng thể trải nghiệm những gì cô đang có. Cô sẽ phải làm việc toàn thời gian giống như bao người khác. Chắc chắn cô sẽ không có nhiều cơ hội để trải nghiệm cuộc đời. Tôi chợt nhận ra nếu cô có thể biết ơn cuộc đời tới mức ấy, tôi nên là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Những ý tưởng làm tăng mức độ hạnh phúc một cách nhanh chóng. Hãy để lại một tờ giấy nhắn cho ai đó nói rằng họ tuyệt vời đến như thế nào. Dán lên màn hình máy tính lúc họ rời bàn hoặc kẹp vào cuốn sách họ đang đọc dở. Có lẽ bạn nên dán một lời nhắn lên đâu đó cho người lại đọc. Chắc chắn tâm trạng họ sẽ khá hơn rất nhiều. Nghe có vẻ điên khùng, nhưng nếu bạn sở hữu khiếu hài hước lạ lùng như tôi, thậm chí bạn còn có thể sáng tạo một danh sách đồ cần mua hài hước với những vật dụng nực cười rồi để lại trong giỏ mua sắm. Tác giả Robert Popper rất giỏi việc này. Ông đã cung cấp những món đồ vô giá như sơn dạng dữ, xịt sô-cô-la Masbach và khử mùi ngựa dạng lăng. Câu chuyện của Cecilia. Một trong những lý do khiến tôi trở thành nhà trị liệu chính là nhờ những trải nghiệm năm 16 tuổi khi tình cờ tham gia tình nguyện tại bệnh viện địa phương. Ở độ tuổi thiếu niên, tôi háo hức muốn theo đuổi ngành truyền thông. Và một trong những cách dễ nhất để tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này là làm việc ở trạm phát thanh của bệnh viện. Nếu bạn không biết trạm phát thanh của bệnh viện là gì, hãy tưởng tượng trạm phát thanh của học sinh, nơi chỉ phát những bài nhạc đã có hơn 30 năm tuổi đời, đại loại là như vậy. Việc đầu tiên mà những thành viên mới phải làm tại trạm phát thanh bệnh viện là tới nằm trên giường bệnh vì những lý do khác nhau. Thứ nhất, bạn cần phải hiểu đối tượng nghe đài và tìm ra thể loại nhạc họ muốn nghe khi nằm trên giường bệnh. Có vẻ như luôn là nhạc của Jim Reese. Và thứ hai, làm vậy để tìm ra những thành viên mới được chuẩn bị để làm việc thực sự, thay vì chỉ giả vờ vào vai anh chàng DJ. Những trải nghiệm này đã khơi gợi hứng thú của tôi về bản chất của con người. Tôi trở nên say mê tâm lý học. Nó đã cho tôi thấy những cách suy nghĩ và cảm nhận khác biệt về các vấn đề, không chỉ bởi mỗi bệnh nhân có một ngưỡng chịu đau khác nhau. Dù điều này làm tôi thích thú và truyền lửa cho sự say mê của tôi đối với bộ môn thôi miên,
mà còn bởi một vài bệnh nhân đã sở hữu nền tảng tính cách giúp họ vượt qua cơn đau ốm về mặt thể xác và nhìn vào những điều tích cực và hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi gặp Cecilia, bà mới nhập viện ở độ tuổi 73 và một căn bệnh mang tên hội chứng Raynaud. Raynaud là một bệnh lý về lưu thông máu, nó ảnh hưởng đến nguồn cung cấp máu tới các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Các mạch máu co thắt lại và làm tắc nghẽn dòng chảy. Điều này khiến những ngón tay nhỏ bé của bà bị thiếu oxy và dần hoại tử. Cần được cắt bỏ, bà tỏ ra vô cùng vui vẻ, thậm chí còn lấy việc chôn ngón tay và tổ chức đám tang cho chúng ra để chọc cười. Ngạc nhiên làm sao, bà yêu cầu tôi bật một bản nhạc của Jim Reese và bật cười khi tôi hỏi bà có muốn nghe cụ thể một bài nào không. Bà cúi xuống nhìn ngón tay đã đen kịch lại rồi nói, anh ta sẽ phải ra đi. He's how to go. Một tuần sau gặp lại, bà cảm ơn tôi vì đã chơi bản nhạc kia. Bà cho tôi xem bên tay băng bó, rồi nói dù vết thương đang bị nhiễm trùng, nhưng bà đang dần hồi phục lại, có khả năng sẽ về nhà vào ngày mai. Lần này bà yêu cầu tôi chơi bài Bạn cần có đôi bàn tay, You Need Hands, của Max Pikes. Một lần sau, tôi ngạc nhiên khi thấy bà vẫn nằm trên giường bệnh. Tôi liền ngồi xuống, hỏi thăm tình hình. Mỗi ngày còn sống là một ngày vui. Bà nói, chỗ nhiễm trùng vẫn chưa lành lại, có lẽ hội chứng Raynaud đã ngăn dòng chảy của máu, nên bà bị giữ lại bệnh viện, có lẽ thêm một tuần. Bà nói bà cảm thấy ổn, và còn chọc cười rằng đồ ăn bệnh viện chán đến mấy vẫn ngon hơn những thứ kinh khủng mà chồng bà nấu. Lần này bà yêu cầu ca khúc Buông Tha Tôi, Release Me, của Engelbert Humperdinck. Và họ thực sự đã buông tha để bà về. Khoảng 6 tháng sau đó, tôi không gặp lại bà, nhưng bà được đưa trở lại bệnh viện để cắt thêm một ngón tay. Có vẻ như hội chứng Raynaud là dấu hiệu của căn bệnh nào đó nghiêm trọng hơn. Từ đó, tới khi bà qua đời vào khoảng 2 năm sau, Cecilia chưa từng rời bệnh viện. Hầu như tuần nào tôi cũng gặp bà, lần nào tôi cũng thấy bà bật cười vì một chuyện gì đó. Thế nhưng sau mỗi lần gặp nhau, bà lại thiếu đi một phần cơ thể. Cứ mỗi tháng, thêm một hoặc hai ngón tay bị cưa đi, rồi xuống đến cả ngón chân. Chẳng bao lâu sau, đến cả bàn chân, bàn tay bà cũng bị đoạn. Cuối cùng đến cánh tay và đôi chân bị cắt cụt. Nhưng bà vẫn tiếp tục sống vui vẻ. Bà dành thời gian nghĩ ra nhiều ca khúc thú vị để yêu cầu, ví dụ như nhát cắt đầu tiên luôn sâu sắc nhất. The first cut is the deepest. Rảnh chân. Footloose. Và mắt mở to với đôi chân cụt. Wide eyes and lashes. Tôi ngờ rằng bà đã giấu quyển kỷ lục Guinness về những ca khúc đình đám của anh ở đâu đó. Nếu có ai đó hỏi bà cảm thấy thế nào, bà sẽ nói, mỗi ngày còn sống là một ngày vui, còn anh thì sao? Bà thực sự hứng thú với con người và thích lắng nghe những việc họ làm bên ngoài bức tường bệnh viện. Trong bà không có lấy một chút đố kỵ, dù thực tế bà chẳng thể rời khỏi giường bệnh. Bà luôn thích thú lắng nghe những câu chuyện phím từ câu lạc bộ xã hội của bệnh viện. Từ góc độ người ngoài cuộc, bạn có thể nghĩ cuộc đời bà là một toán bi kịch, nhưng bà vẫn nắm bắt mọi thứ với tinh thần lạc quan và vui tươi. Thời điểm cuối đời, chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau và tôi học được rất nhiều từ bà. Bà nói bà biết rõ những dự đoán đầu tiên trong thời kỳ khẩn bệnh. Bà biết mình sẽ mất dần từng bộ phận cho tới khi cả thân thể ngừng hoạt động và bà nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bà không chấp nhận việc mình là nạn nhân. Bà nói bà có một cuộc đời thật tươi đẹp và chẳng có lý do gì để giận dữ khi cuộc đời bỗng trở nên thật ngắn ngủi. Việc biết rõ một thời điểm nào đó mình sẽ mất toàn bộ các chi khiến bà càng thêm trân trọng chúng khi chúng vẫn còn hoạt động. Lần cuối cùng gặp bà, tôi đang phát phiếu chơi bingo cho các bệnh nhân muốn chơi cùng tôi ngày hôm đó. Cecilia nằm thoi thóp, cơ thể của bà không hấp thu được chất dinh dưỡng từ thức ăn. Tôi gần như không thể nhận ra bà chẳng còn gì ngoài nửa thân trên cùng cái đầu.
Thế nhưng bà vẫn hạnh phúc. Chúng tôi trêu đùa rồi bật cười cùng nhau. Bà tận hưởng trọn vẹn những gì còn sót lại trên cõi đời. Thậm chí bà còn tham gia chơi bingo cùng mọi người với cây bút ngậm chặt trong miệng. Thiền chánh niệm. Một trong những bài nghiên cứu về hạnh phúc bổ ích nhất gần đây được tiến hành bởi người đàn ông tên Matt Killingsworth. Ông nảy ra ý tưởng dùng điện thoại thông minh để theo dõi hành động và cảm xúc của mọi người cho bài luận án tiến sĩ của mình. Nhờ việc tổng hợp dữ liệu từ hàng nghìn người dùng vào trong máy tính, ông đã tìm ra điều khiến con người hạnh phúc cũng như khổ đau. Hóa ra người ta hứng thú với quan hệ tình dục hơn đi làm. Điều này không có gì ngạc nhiên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là khi nghỉ ngơi, không làm gì theo đúng nghĩa đen, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm việc hay đơn giản là khi xem TV. Làm việc và nghỉ ngơi nằm ở vị trí thấp nhất trong danh sách những thứ khiến con người hạnh phúc. Đối với tôi, điều này rất thú vị bởi một trong những điều mọi người trông đợi ở những nơi làm hay lúc buồn, chán chường chính là thời gian nghỉ. Khi họ có thể đi du lịch hoặc thư giãn, thế nhưng trạng thái không làm gì lại không khiến chúng ta hạnh phúc hơn khi làm việc. Theo như Killingsworth, điều gì kỳ lạ này xảy ra do những suy nghĩ vẩn vơ bởi khi thư giãn và không làm gì, người ta có cơ hội để lo nghĩ về nhiều thứ. Chắc chắn rồi, hãy đi chơi xa và thư giãn, dù sao chúng ta cũng luôn cần một khoảng thời gian lắng lại. Cuộc sống không phải một vòng đua, dù cho có là một trận đua thì ta cũng không muốn phải hối hả lao với vạch đích. Trái lại, ta muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Vậy nên, nếu bỏ tiền đi nghỉ dưỡng, hãy chắc chắn bạn không phá hoại kỳ nghỉ của mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Thay vào đó, hãy tận hưởng những trải nghiệm bằng cách tập trung vào chính giây phút này. Một trong những cách giúp bạn tận hưởng giây phút hiện tại là phương pháp thiền chánh niệm. Não bộ của chúng ta có khả năng chuyển thông tin vào vùng tiềm thức. Rất nhiều trải nghiệm nhanh chóng vượt ra khỏi vùng nhận thức. Các suy nghĩ và hành vi sẽ sớm được tiến hành mà chúng ta không phải nỗ lực quá nhiều. Nghe thật tuyệt, đó là cách các kỹ năng phát triển. Cũng là cách ta học chơi một loại nhạc cụ phức tạp. Có gì rắc rối ở đây chứ? Thật không may, quá trình trên lại không ảnh hưởng tới việc chúng ta có vui vẻ khi đi lại, trò chuyện hoặc thổi sáo Jeter Jido của Úc hay không. Điều này có nghĩa bạn có thể ăn một gói đậu phộng M&M mà hầu như không nhớ là mình đã ăn và cảm thấy không thỏa mãn trong lòng. Điều này cũng có nghĩa bạn có thể mua một chai sữa tắm đắt tiền trong cửa hàng và nghĩ nó thật tuyệt. Thế nhưng ngày hôm sau khi bạn tắm trong vô thức, bạn gần như không nhận ra nó tuyệt vời đến đâu bởi tâm trí bạn đang bận giải quyết một sách giấy tờ trong công việc. Thiền chánh niệm là hình thức tĩnh tâm được đơn giản hóa, giúp cải thiện khả năng đưa mọi việc trở về hiện tại và có ích đối với não bộ cũng như toàn bộ cơ thể. Các bài nghiên cứu đã chứng minh việc đưa quá trình thiền, chánh niệm vào cuộc sống có tác dụng tích cực đối với vùng não liên quan tới việc tập trung và xử lý các giác quan. Thậm chí nó còn có tiềm năng bù đắp cho những tác hại của quá trình lão hóa và bệnh Alzheimer. Bác sĩ Sarah Lazar của chương trình nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh não thuộc Bệnh viện Đa khoa Thần kinh Massachusetts là một trong những người đầu tiên nghiên cứu ảnh hưởng của thiền chánh niệm tới não bộ. Ông cùng các đồng nghiệp đã quét cấu trúc não của 16 đối tượng trước và sau khi tham gia chương trình giảm thiểu căng thẳng dựa trên thiền chánh niệm kéo dài 8 tuần. Từ lâu, người ta đã chứng minh thiền chánh niệm có khả năng tích cực tới sức khỏe tinh thần, nhưng nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng có thể mọi người thấy khá hơn vì họ nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều mà bài nghiên cứu này cũng như những bài nghiên cứu sau này chứng minh chính là thiền chánh niệm khiến não bộ hoạt động mạnh hơn ở ba khu vực then chốt. Đầu tiên là vùng vỏ thùy trước trán. Đây là bộ phận não bộ tiến hóa sau cùng và gần như chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà bạn nghĩ đến. Nó đem lại cho chúng ta khả năng nhận thức những việc có thể xảy đến trong tương lai. Vậy nên thay vì phi ngọn giáo vào vị trí hiện tại của con gà, bạn sẽ phi vào vị trí mà con gà sẽ đi chuyển tới trong vài giây tới. Đây là bộ phận rất hữu ích. Nếu không có nó,
Giờ loài người vẫn đang sống trong hang, thỉnh thoảng ra ngoài hái một vài trái dâu dại. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề, điều tiết cảm xúc, theo đuổi mục tiêu và kiềm hãm những thôi thúc phản tác dụng. Thứ hai là vùng hải mã. Đây là bộ phận não đóng vai trò thiết yếu trong việc học tập và ghi nhớ. Cũng bởi khả năng ấy, vùng này đặc biệt dễ ảnh hưởng bởi căng thẳng, trầm cảm hoặc tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn PTSD. Tất cả những tác động trên khiến nó co lại, cứ như thế nó đang lẩn trốn khỏi trí nhớ của chúng ta. Một vùng hải mã khỏe mạnh giúp chúng ta đương đầu với căng thẳng và trầm cảm, cũng như ghi nhớ mục đích chúng ta vào phòng làm gì. Bộ phận thứ ba là hạch hạnh nhân. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, sau 8 tuần tập luyện phương pháp thiền chánh niệm, hạch hạnh nhân có dấu hiệu co lại. Vùng não này liên quan đến cảm xúc và sự sợ hãi của con người. Đồng thời, nó cũng tham gia vào việc khởi xướng phản ứng của cơ thể đối với tình trạng căng thẳng. Vì thế, khi khả năng lo lắng diễn ra chậm hơn và khả năng suy nghĩ mạch lạc trở nên nhanh hơn, ta càng dễ duy trì cái nhìn lạc quan đối với cuộc sống. Vậy thiền chánh niệm là gì? Và làm thế nào để luyện tập? Phương pháp này bắt nguồn từ Đạo Phật và đã tồn tại hơn 1.000 năm nay. Đây được cho là con đường dẫn đến sự khai sáng tâm hồn và chấm dứt những khổ đau, đạt được thông qua thời gian dài tĩnh tâm. Phương pháp được thực hiện bằng cách ngồi im lặng, di chuyển sự tập trung đi xa khỏi thế giới bên ngoài, xa khỏi quá khứ, xa khỏi tương lai và nhìn thẳng vào giây phút hiện tại. Nó đòi hỏi sự phân tách suy nghĩ và nhận thức. Ví dụ như nhận thức được tấm nệm bạn đang ngồi lên nhưng không suy nghĩ gì đến nó, hoặc nhận thức được sức nặng của quần áo bạn đang mặc trên mình nhưng không suy nghĩ gì cả. Nói một cách đơn giản, thiền chánh niệm tập trung vào quá trình học cách thư giãn và thoải mái với suy nghĩ của chính mình. Bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian để trở nên thành thục, nhưng phương pháp này rất đáng để bạn nỗ lực. Mọi người thường nhầm tưởng rằng mình không thể thiền bởi mỗi khi cố gắng thư giãn, tâm trí họ lại giao du đi muôn nơi. Nhưng đó lại chính là mục đích của thiền chánh niệm, chính là việc bạn nhận thức rõ tâm trí mình đang lang thang và học cách phản ứng với điều ấy tốt hơn. Một người sau 10 năm tập luyện có thể ngồi tĩnh tâm 15 phút mà tâm trí không rối loạn. Nhưng khi mới bắt đầu, bạn chỉ có thể kéo dài trong 5 giây. Không sao hết. Trong 15 phút thiền chánh niệm, có thể bạn sẽ chỉ thiền nghiêm túc được 5 giây trong mỗi 5 phút. Thời gian còn lại, tâm trí bạn bận rộn lo toan những công việc nhẽ ra bạn đã có thể hoàn thành nếu không vướng phải bài thiền ngớ ngẩn này. Không sao hết, hãy cứ tiếp tục. Rất nhanh sau đó, bạn sẽ có thể thiền 10 giây mỗi 5 phút, rồi 20 giây mỗi 4 phút. Có lẽ phải mất hàng tháng luyện tập mỗi ngày, bạn mới có thể thiền nghiêm túc 1 phút mỗi lần và chỉ mất 30 giây suy nghĩ vẩn vơ giữa chừng. Không sao cả, não bộ của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn mỗi ngày. Việc đương đầu với các tình huống căng thẳng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc đưa ra quyết định sẽ không tốn quá nhiều công sức và lòng tin vào chính mình của bạn sẽ ngày một vững vàng. Chỉ trong vòng vài tháng, bạn sẽ nhận ra ngay cả khi không thiền, trạng thái tĩnh tâm sẽ theo bạn mọi nơi. Có nghĩa là lòng biết ơn sẽ trở thành bản năng của bạn. Bạn sẽ dễ dàng trân trọng mọi thứ. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Mức độ hạnh phúc của những người bắt đầu thiền và tĩnh tâm trọn vẹn một tiếng mỗi ngày tăng lên đáng kể chỉ trong vòng 8 tuần. Trong bài nghiên cứu năm 2003 do tiến sĩ Richard Division của trường đại học Wisconsin giám sát, các nhà nghiên cứu đã nhận ra hiệu quả tích cực có thể lý giải từ phương pháp thiền chánh tâm. Không chỉ ở bài báo cáo mang tính chủ quan, đây là cảm xúc của tôi ngày hôm nay, sự gia tăng tích cực còn thể hiện rõ ở vùng não bộ chịu trách nhiệm tạo ra cảm xúc, phần bên trái của vỏ thùy trán trước. Một kết quả khác cũng tiết lộ số lượng kháng thể trong máu tăng đáng kể khi phản ứng với vaccine cúm. Hiện tại, một tiếng mỗi ngày có vẻ quá sức và chắc chắn không cần thiết với nhiều người. Vậy nên, tạm thời bạn có thể thiền trong 15 phút. Nhưng đến một thời điểm nào đó trong tương lai, khi bạn muốn tăng dần lên 30 phút, chắc chắn bạn sẽ thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Luyện tập thiền chánh tâm. Để thiền,
Chắc chắn việc đầu tiên bạn cần làm là tìm một nơi không bị làm phiền, một nơi có ít thứ khiến bạn sao nhãng, như một căn phòng trống, nhà kính. Nếu muốn, bạn có thể ngồi trong ô tô dưới hầm để xe. Khi bạn tĩnh tâm, điều quan trọng là bạn phải thừa nhận những suy nghĩ của mình, chứ không phải ngăn chặn chúng ở lại. Ở phần đầu cuốn sách, tôi đã nói tới phương pháp ngừng suy nghĩ, về cách đưa tâm trí bạn ra xa khỏi những chủ đề khiến bạn phiền muộn và kiểm soát tốt hơn cách bạn sử dụng tâm tưởng. Nhưng điều đó không cần thiết khi bạn tĩnh tâm. Ngừng suy nghĩ chỉ phù hợp khi bạn bị ám ảnh bởi một suy nghĩ, nó dành cho những trường hợp và địa điểm khác. Khi tĩnh tâm, bạn có thể cho phép các suy nghĩ ùa tới và rời đi. Bạn sẽ phát hiện ra nhờ thiền chánh tâm, bạn không cần dùng tới phương pháp ngừng suy nghĩ thường xuyên, mà những suy nghĩ ập đến vẫn ngày một trở nên tĩnh lặng. Trên mạng Internet có rất nhiều nguồn thông tin miễn phí hướng dẫn bạn thực hiện phương pháp này. Nếu gõ tìm kiếm thiền chánh tâm trên YouTube, bạn sẽ tìm thấy hàng nghìn bài luyện tập. Nhưng một khi bạn đã nắm được ý tưởng cốt lõi, bạn có thể thiền 15 phút mà không cần ai hướng dẫn. Luyện tập. Đặt đồng hồ 15 phút và tìm một vị trí thoải mái để ngồi. Quan trọng là bạn phải tìm được một tư thế ngồi thư giãn, nhưng không phải tư thế khiến bạn dễ buồn ngủ. Ngồi bắt chéo chân trên nệm là cách phổ biến, nhưng chắc chắn đó không phải là cách duy nhất. Bạn có thể ngồi trên ghế, chân thả lỏng xuống sàn, thẳng lưng thay vì dựa vào thành ghế. Nếu muốn, bạn có thể nằm xuống sàn. Trong trường hợp ấy, bạn cần có thể đảm bảo bạn không ngủ quên. Bạn có thể nằm co chân trên sàn trong khi hai gối mở rộng bằng hông. Bằng cách đó, khi bạn bắt đầu ngủ quên, hai đầu gối sẽ buông thông xuống và bạn sẽ tỉnh ngủ. Hơi cúi cằm xuống, nhắm mắt lại hoặc tìm một điểm thích hợp trước mặt để tập trung. Nếu muốn trong lúc thư giãn, bạn không cần nhìn tập trung nữa. Hãy bắt đầu bằng việc ý thức được hơi thở của mình. Ví dụ, hãy để ý sự thay đổi nhiệt độ trong mũi mỗi khi bạn hít vào. Khi tập trung suy nghĩ vào nhịp thở, hãy đảm bảo bạn vẫn hít thở sâu và đều đặn, lấy hết hơi thở trong phổi, đẩy mạnh bụng ra theo mỗi nhịp thở. Chú ý rằng khoảng cách giữa mỗi lần hít vào và thở ra dần trở nên dài hơn. Mỗi khi bạn đã thu hẹp được phạm vi chú ý, bạn có thể kéo dài hơi thở hơn. Chú ý tới các giác quan. Ví dụ như cách quần áo chạm vào da thịt hoặc sức nặng của những món đồ trang sức. Khi bạn cảm thấy như mình cần di chuyển hoặc gãi ngứa, tốt nhất là bạn nên ngừng lại trước khi làm vậy. Khi bạn nhận thức được mình cần di chuyển, trước tiên hãy dừng lại một lát, hít thở sâu. Nó sẽ đem lại đoạn chuyển tiếp giữa những gì bạn đang trải nghiệm và phản ứng của bạn. Đây là một kỹ năng cần có. Mỗi khi tâm trí bạn xáo trộn, dù là 5 giây hay 5 phút, hãy thừa nhận và tập trung vào nhịp thở, sau đó một lần nữa mở rộng sự chú ý sang các giác quan. Lặp lại quá trình trên, không đánh giá, không kỳ vọng, cho tới khi hết thời gian. Khi thời gian đã hết, mở mắt, nhìn lên và chú ý tới bất kỳ thanh âm nào từ môi trường xung quanh. Chú ý tới cách cơ thể bạn cảm nhận, suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn. Nghỉ một lát và quyết định xem bạn muốn làm gì với thời gian còn lại trong ngày. Giống như cái mà bạn vẫn gọi là thiền chánh niệm, bài bản, bạn cũng có thể thiền theo một cách quy củ. Bạn cũng có thể thiền theo một cách ít quy củ hơn bằng cách tập trung vào những trải nghiệm thường ngày. Đây được gọi là nhiệm vụ đơn, bạn cần tập trung hoàn toàn vào từng việc một. Khi ăn sáng, uống một tách trà hoặc đi bộ xuống phố. Hãy chậm lại nếu có thể và nhận thức rõ việc mình đang làm. Hãy xem bạn có thể tận dụng toàn bộ giác quan không. Một kỹ thuật phổ biến là cố gắng cảm nhận từ các giác quan để trải nghiệm từng giây phút. Luyện tập. Thiền chánh niệm thông thường. Dù bạn đang làm việc gì, hãy vận dụng từng giác quan một. Không việc gì phải vội vã, hãy cứ bình tĩnh. Hãy bắt đầu bằng việc chủ động tập trung vào những gì bạn nghe thấy. Có thể là tiếng thở của chính bạn, tiếng bụng bạn réo lên hoặc tiếng xe cộ ồn ả bên ngoài. Bạn sẽ bắt đầu nhận ra những thanh âm nhỏ bé mà trước đây bạn không hề chú ý tới. Sau đó hãy tìm những thứ bạn có thể ngửi, tập trung vào môi trường và ngửi những gì ở xung quanh bạn.
có thể là mùi lăn khử mùi của bạn hoặc mùi cà phê thoang thoảng đâu đây. Dù là gì cũng không quan trọng, thậm chí mùi thùng rác trong nhà bếp cũng chẳng sao cả. Vì đây là quá trình tập trung chú ý vào những thứ có thể cải thiện chức năng của não bộ. Hãy tiếp tục với các giác quan khác. Bạn cảm nhận được gì? Bạn thấy được những gì? Bạn nếm được vị gì? Bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên vì đã loại bỏ rất nhiều hương vị khỏi bữa ăn do bình thường không để ý đến. Một trong những kỹ thuật phổ biến trong quá trình giới thiệu thiền chánh niệm tới mọi người là sử dụng một trái nho khô. Trong một buổi tập huấn mà tôi từng tham gia, chúng tôi được yêu cầu xem xét trái nho khô thật cẩn thận, để ý từng nếp nhăn cùng chỗ cồ lên xẹp xuống. Sau đó, tất cả chúng tôi đều phải nhắm mắt, dùng ngón cái và một ngón tay khác để cảm nhận trái nho. Rồi chúng tôi lắng nghe, tôi cảm thấy thật kỳ cục. Nhưng khi tôi đưa nó lại gần tay, vò vò nó giữa ngón cái và ngón trỏ như ban nãy. Trong chốc lát, tôi bỗng phớt lờ cảm giác quả nho chạm vào da thịt và tập trung toàn bộ sự chú ý vào những âm thanh từ việc văng về trái nho. Sau đó, thầy hướng dẫn yêu cầu chúng tôi phải ngửi, lại là một trải nghiệm kỳ cục với tôi. Tôi chưa từng ngửi nho khô, mùi hương thật khác so với những gì mọi người thường tưởng tượng. Chúng tôi nghiên cứu trái nho khô trong khoảng 3-4 phút. Cuối cùng, thầy giáo yêu cầu chúng tôi bỏ vào miệng thưởng thức. Chúng tôi không được phép nhai ngay, phải nếm vị trước. Chúng tôi xoay vần nó trong miệng. Mỗi vị trí khác nhau lại mang đến mùi vị thật khác biệt. Khi ấy, tôi mới nhận ra mình không thực sự thích nho khô. Trước đây, tôi không hề để ý đến. Tôi đã quá quen với việc bỏ thẳng vào mồm, tới nỗi tôi không nhận ra mùi vị thực sự của chúng. Cuối cùng, chúng tôi được phép ăn trái nho và phần còn lại trong túi nếu muốn trong suốt buổi học ngày hôm đó. Tôi đã làm vậy, tôi nhận được một bài học quan trọng, phải nhận biết những gì bản thân đang trải nghiệm, vì có rất nhiều thứ đáng chú ý nếu chúng ta chịu tập trung. Gợi ý viết nhật ký. 1. Thời điểm không thể quên trong đời bạn là khi nào? 2. Lập một danh sách những thứ truyền cảm hứng cho bạn. 3. Bạn sẽ bỏ đi hoạt động hay sở thích nào trong trường hợp không thể tiếp tục? 4. Bạn sẽ làm gì nếu biết mình sẽ chết tối nay? 5. Người nào gần đây đã khiến cuộc đời bạn thoải mái hơn và bạn định cảm ơn họ thế nào?